chào bà con cô bác. Hôm nay sẽ dẫn cả nhà mình đi tới khu du lịch nhà của cậu Út. Khu du lịch này chưa có tên, nhờ cả nhà đặt hộ biên giới. Tại vì đất thì của ông ta, còn mương thì của nhà nước. Dừa nước mọc đây thì mình hái thôi à. Rồi, vô khu du lịch không hái, rất là mát. Đi xã mọi người hay luôn. Là mát dữ không ta? À, thôi coi như là mát hơn trời nắng ngoài kia rồi. Để đốn được bùn dừa nước á thì mình phải thử. Dừa cứng á, nó mới dừa, nó chưa quá cứng. Nghe thấy là cứ mà dừa cứng chưa quá cứng là mình đốn thôi cả nhà, không cần phải suy nghĩ đâu. Mới đập rồi đó. Mới đập rồi nhưng mà giờ nó già lắm rồi. Nó già rồi. Nó già rồi, ở đây buồn tuổi cô đơn lắm nên thôi đem về hết luôn. Dừa nước này mình làm gì ngon cả nhà. Con lấy nè. Con sao? Con sao dừa nó làm con tầm mình nè. Đụng nhắm nè. Không có chết. Mèn ơi, mấy cái hoa dừa nước này đẹp quá chừng luôn. Này làm gỏi được không ta? Mới định bắt mấy con ốc về làm gỏi hoa dừa nước mà có lẽ mấy anh bạn cùng sớm phản hồi mạnh quá. Cậu còn buồn nào không cậu? Cậu buồn nào không? Đốn dừa nước chỉ là một công đoạn thôi. Còn để mà lấy được trái dừa nước ra ăn á, nó là cả một quá trình đó cả nhà. Đem về mình phải lựa một tấm đan thiệt là cứng như vậy nè, thì đập miễn mai nó mới văng ra nổi. Sau khi mà lấy được cái trái dừa nước từ cái bồn dừa nước ra thì mình bắt đầu chẻ nó ra. Nhưng mà cái lúc này á, mình dùng nội lực ít thôi nha cả nhà. Chú mà dùng nội lực quá trớn như em á, là cái miếng dừa nước nó ụp mặt xuống đất, là cái miếng dừa nước cắt không luôn á. Em á thì em còn phải đem rửa nữa, em rửa qua nước chanh cho nó đỡ đen. Còn cả nhà ăn liền á thì không phải rửa đâu. Múc nước ở trong hồ, đem ra cái sàn nước rửa, đựng khoe cái sàn nước mới làm xong. Một phần của dừa nước, em sẽ đem rim chanh dây qua đó. Chưa hái mà nó rớt luôn rồi. Mém xíu là xuống sông luôn rồi. Được hai trái chín mà cả nhà. Trái bên đó thì chưa đụng một gớt, còn trái bên này dớ hái hoài không dớt. Phải chi có lực bù trừ ha. Mà nếu có lực bù trừ thì chắc em cũng không có lùng dày. À khoan nữa, không lùng vậy thôi chứ ai nói lùng mà giận á. Thôi, giờ em sẽ dẫn cả nhà đi ra cái vườn Atiso của cô Tám nha. Vườn hôm nay thì trái rộ lắm luôn rồi cả nhà. Tầm tháng nữa là hái đều được hết rồi đó. Mà cái tính em á thì đâu có gì phải đợi đâu. Hái trái đầu tiên mình phải hái trước. Hái mớ hoa Atiso này vô để rim một phần còn lại của dừa nước luôn. Hoa Atiso này á thì mình chỉ dùng được cái hoa bên ngoài thôi. Còn cái trái bên trong của nó thì phải lấy ra. Mà bỏ thì uổng quá trời luôn á. Mà không biết làm gì được với cái trái đó hết trơn à. Lấy hạt ra xong rồi thì em tách ra từng cánh vậy nè, để cho nó ráo nước. Rồi quay vô cắt mấy cái trái dừa nước ra từng sợi mỏng, sẵn tiện đem lên cái bếp mới làm xong á cả nhà. Bữa nay thì cũng chưa có hàng thiện lắm, nên là khi nào làm xong cái bếp em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Chanh dây thì em cũng trộn với lại dừa nước, xong rồi ngâm cho nó tan tí đường, rồi bắt lên sên nè cả nhà. Bắt lửa lên, bỏ đó, xong rồi em đi ra sơn mấy cái vàng này cho xong luôn. Cả nhà có để ý không? Một video mà em mặc 3 bộ đồ. Bộ đầu á thì đi chặt dừa nước, về dính mũ dục luôn. Bộ thứ hai thì chẻ dừa nước, cũng bị văng mũ dục luôn. Còn lại bộ này nữa, đem sơn sơn hồi nữa là mời mọi người hết thấy mặt bộ bà ba, mọi người hiểu luôn rồi đó. Tính ra thì món này làm cũng dễ à, cứ bắt lên chảo sơn là tự đặt lại cả nhà. Bữa nay sao mộng trời thất thường hết sức không á, mới nắng chang chang cái quay qua mưa đợp đợp luôn à. Đó, mới mưa rồi giờ nắng nữa nè cả nhà. Mưa vậy thôi chứ hầm người dữ lắm. Làm ly nước đá hả, uống một cái cho nó đã khát. Hè, thì cả nhà thấy cái cảnh này nhớ đá bào hồi xưa không? Trời ơi, hồi đó mà đi học chiên cho em uống cái mấy cái đá bào này luôn nè. Xong rồi, xin mời quý khách thưởng thức nha. Wow, làm siro đá bào uống cho tôi nha. Đổ trơn rồi. Là uống dữ chưa? Là mời uống dữ chưa? Lỡ tay.